Thì như các bạn thấy đây thì đây là cái hồ mà mình nuôi mấy em cá Samurai cũng như là những em cá rồng đen nằm ở trong này. Đó, số lượng cũng khoảng tầm 50, 70 con thì mình bán cũng khá là nhiều rồi. Đó. Và đây á, là một em cá mái Samurai bị sù vẩy, để mình để cho các bạn xem cho nó thấy dễ nè, cho nó hơi sáng. Đó các bạn thấy không? Sù vẩy khá là nặng và giai đoạn này mình nghĩ chắc là giai đoạn cỡ 2 hoặc 3 rồi. Tại vì thường mình chia thành 4 giai đoạn. Giai đoạn 2, 3 là nó đã sù ra khá là nhiều. Giai đoạn thứ nhất á, thì nó hơi nhô nhô xíu thôi. Còn giai đoạn thứ tư là các bạn chuẩn bị vứt cá đi là vừa. Tại vì rất là khó trị trong cái khoảng thời gian đó. Và bây giờ thì mình sẽ trị cho em cá này bằng một phương pháp khá đơn giản các bạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành. Đó là đầu tiên mình sẽ sử dụng một cái nguồn nước mà mình để nuôi cá bình thường, nước đó xử lý nha các bạn. Và trong đây mình có để một chút xíu đá nham thạch, chủ yếu là để cho những con vi sinh nó sống ở trong này. Thì tất cả những hồ cá của mình đều có những cái đó hết. Cái này thì các bạn nào coi kênh mình thường xuyên các bạn đều biết. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành thả em cá này vô. Đó, thì khi mà thả vô thì các bạn có thể thấy rõ hơn về cái hiện tượng sù vẩy của em cá này đúng không? Nằm góc luôn này nè, bị khá là nặng, còn bị mấy cá khác đánh đấy với rau ấy chứ. Con này không biết có trị nổi không, chứ con hồi trước á, thì mình đã trị được bằng phương pháp này. Mình rất tiếc là mình không có quay, thì lúc đấy mình đang thử nghiệm. Rồi thì cái bình này á, thì nó cũng khá là đơn giản, không có gì hết. Cái hũ này hũ đựng keo đựng cá của mình, form cá bình thường. Thì trong đây mình cho một vài viên đá nham thạch. Nói chung là các bạn có thể cho một vài viên đá mà cho vi sinh nó sống, đại loại là vậy. Sau đó bạn chỉ cần thả cá vô thôi. Nhưng mà nước của trong cái bình này á, thì bắt buộc là phải nước mà đã qua xử lý nhá. Còn nếu được thì các bạn cho một chút xíu vi sinh vô này. Đó, và sau đó các bạn chỉ có việc để em cá ở trong này thôi, không có gì phải quan tâm. Và nhớ một điều là các bạn phải để kín nó lại như mình, không có để cho nó hở ra, và để cho mình một cái lỗ nhỏ trên cái nắp của nó. Đó, giống như một cái hũ như thế này thì mình sẽ đục một cái lỗ nhỏ trên cái nắp. Đó, vậy thôi. Và lý do mà để cái lỗ như vậy á, thì cho nó oxy nó ra vào, còn để kín lại để cho bụi bặm nó khỏi vô đây. Thì các bạn biết đó, trong không khí có thể nó có chứa những con vi khuẩn hoặc là đồ ăn, đồ uống hoặc là những cái bụi bặm nó vô đây, thì nó sẽ làm cho con cá của bạn nó sẽ bị nặng thêm. Và một điều nữa là các bạn nhớ để cho em cá này trong cái nhiệt độ khoảng tầm là 29 đến 30 độ C. Tốt nhất là để 30 độ C cho mình. Đó. Và không được cho ăn nha các bạn. Rồi thì các bạn thấy á, thì mình đã để em cá của mình vô trong cái hũ để chữa trị dần nó. Và bây giờ mình sẽ để như vậy trong vòng 3 đến 4 ngày tới. Và mỗi ngày mình sẽ quay một chút xíu cho các bạn xem tình hình của em cá này nha. Rồi hôm nay là ngày thứ hai. Thì hôm qua được một ngày rồi. Để mình mở ra đây để mình theo dõi. Ok, các bạn đã thấy không? Hôm nay ngày thứ hai thì cái sù vẩy nó đã giảm xuống rất là rõ rệt. Đó, các bạn thấy không? Nó giảm xuống rất là nhiều và nó không có bị bung ra nữa. Và em cá này vẫn còn sình bụng dữ lắm. Đó, nên mình quyết định là sẽ vẫn không cho ăn, tại vì vẫn còn đang thời gian chữa trị các bạn. Và mình tiếp tục chờ đợi, mình sẽ quay cho các bạn xem tiếp ngày kế tiếp là ngày mai nha. Rồi đây là ngày thứ ba này các bạn. Hôm bữa mình tính để quay cho bạn mỗi ngày một xem như thế nào, nhưng mà tình hình của mấy ngày trước á, nó y chang, nó không có khác gì nhau. Và sau khi mình đã cho đến ngày thứ ba thì các bạn đã thấy sự thay đổi rất là khác biệt đúng không ạ? Đó. Cái bụng nó đã xẹp đi rất là nhiều, thì nó bị bệnh luôn, cái bệnh xì bong bóng. Cái này thì hy vọng là mình có thể chữa được, tại vì xì bong bóng á, nếu mà mình phát hiện sớm và cá nó còn bé thì chữa trị rất là dễ. Còn cá lớn á, thì nó hơi khó và hơi chua một chút xíu. Đó. Mà các bạn thấy các bạn sù vẩy không? Nó đã thay đổi rõ rệt đúng không? Đó, các bạn thấy à? Từ một con trời ơi nhìn như muốn chết đến nơi rồi, bây giờ đã thay đổi như vậy. Một số bạn coi tới đây thì nhiều khi lại bảo là mình bắt con cá khác mình bỏ vô, nhưng mà không phải. Các bạn để ý kỹ nó thì các bạn thấy không? Cái con cá hôm bữa nó bị gãy cái đuôi ngay đây nè. Đó. Rồi nó bị sình ra. Đó. Và một điều nữa là trong lúc mà thời gian mình trị cho nó và mình thấy nó hơi bị yếu. Mình đã tăng sức đề kháng của nó bằng cách là mình đã cho một viên tetra vô, thì mình cho với số lượng rất là vừa phải, khoảng chừng một viên thì mình cho một nhúng nhỏ xíu à đó. Và cái nước màu vàng là cái tác dụng của cái viên tetra này đó. Ok, hôm nay thì là ngày thứ năm. Thì lần trước mình đã nói là sau khi mình trị cho em nó bụng nó xẹp á, thì mình đã cho một chút xíu thuốc tetra vô để cho sức đề kháng nó lên á. Và các bạn thấy không, mấy hôm trước á, nó còn bị xì bong bóng và hôm nay đã hết à, vẫn là em này, nhưng mà cái tật nó bị đuôi nó bị cong qua bên á, thì này không trị được, cái này bị tật rồi. Rồi, và đây là ngày thứ bảy, thì đây là ban đêm, thì đây là cái đoạn video cuối cùng về tình hình em cá này của mình. Thì các bạn đã thấy không, là đuôi thì vẫn bị gãy đó, nhưng mà bụng thì đã xẹp lép. Và các bạn cũng có thể thấy cái này mình quay ban đêm, mình mở đèn flash, các bạn xem em cá đang nằm im, không phải nó bị stress hay gì đó nha, mà tại vì tối á, mình mở lên đó. Nhưng mà đã 100% chữa trị lại, và nước thì mình vẫn chưa có thay đâu, mình để đến ngày mai thì mình mới thay nước cho nó. Tại vì trong giai đoạn trị bệnh á, mình ít khi nào thay nước lắm. Cái bệnh sùi vầy này mình thấy càng thay nước nhiều nó càng chết nữa, nên mình đã không thay. Và cách này thì khá là ổn định, và mình đã áp dụng thành công cho cũng 5 con thì chỉ có một con á là chết. Rồi thì như các bạn thấy thì đó chính là cái phương pháp mà mình sử dụng để mình chữa trị cấp tốc cho những em cá bị bệnh sùi vẩy của mình trong những cái giai đoạn mà nó mới chớm nở. Thì mình đã áp dụng cái phương pháp này thì mình đã thành công cũng khoảng là 5 con thì mình chữa trị thành công hết 4 con. Và cái con cuối cùng mà bị chết á, là nó bị nặng quá nên mình không thể nào chữa trị được nữa, tại vì nó nặng quá rồi, cứu không được đó. Thì cái phương pháp mà rất là đơn giản và các bạn có thể áp dụng tại nhà, và cũng không có cầu kỳ lắm, tại vì thuốc tetra các bạn có thể ra chợ, là ra mấy cái tiệm thuốc tây á, các bạn mua là có liền thôi, nó rất là đơn giản. Nhưng mà các bạn nhớ cho mình là cái liều lượng thì cho một chút xíu thôi nhé, một cái đầu móng tay nhỏ xíu về trên một cái bình khoảng chừng lít, thì nó vừa vừa thôi, đừng cho nhiều quá nó bị sốc thuốc là chết dáng chịu nha các bạn. Rồi, nếu các bạn nào thấy video này của mình hay á, thì các bạn tiếc chi mà cho mình một like cũng như là đăng ký kênh của mình để ủng hộ cho kênh của mình nha các bạn. Rồi, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp các bạn trong một video mới nhất.